Chào anh em nha. Hôm nay thì mình đi coi xem mua cái con hàng hai lá hai này nha anh em. Mới dở ra gặp rắn chạy rồi. Lái để lâu cứng ngắc luôn. Mua cái máy này cho gà luôn đi. Gì? Này gần nở ha nha. Vàng chưa nè. Gà là gần nở luôn rồi. Má mua máy xay này, cái này dài mà. Gà đẻ trứng vàng. Cụ ta 2002 là hai anh em. Mình xem cặp giỏ này anh em. Giỏ này là 9.524 nha. Giỏ zin Kubota luôn, gai còn rất êm anh em. Bánh lòng này chắc mình căng quá tại nó nhỏ quá. Bánh lòng này bán không được. Giỏ thì gai còn rất cao, rất êm luôn. Anh em nào cần mua liên hệ mình nha. Nhà cái đuôi sới nữa nha. Là dắt bẫy rắn nhiều luôn mà bởi vì bẫy nhóc nha. Chắc nghề bẫy rắn hay gì nè. Ta 2002 lá 2. Máy đấu đầu LI. Gió còn ok đẹp luôn anh em. Rồi, hẹn gặp lại anh em nha. Rồi ngày hôm sau mình tiếp tục đi lấy cái máy 2002 lá hai nha anh em. Trên đường đi này mình đi tới đây thì nó mưa quá anh em ơi, mưa rất lớn nha. Ổng gài nó mưa dữ lắm nha, mưa mà 2 ngày liên tục lông xi mình gặp hết trơn luôn á. Tiếp tục mình vô đây là cũng mưa luôn anh em. Đây là vùng Kiên Giang nha, gần biển cho nên nó mưa dữ lắm nha anh em. Để chút xíu nó tới máy mình quay cái máy lên cho anh em xem nha. Máy cua ta 2002 lá 2 nha anh em. Rồi tới cái máy nha anh em để mình chạy xe lên trên nha anh em. Cứ để dưới đường lộ giữa này xe tới lui hơi bị đông à, để công an nó phạt rồi đó, mình chạy lên trên luôn anh em ơi. Rồi anh này anh chạy lên. Được rồi, được rồi, được rồi. Cho bắt cầu lên. Cho bắt cầu đi. Thank you.
Còn cái đó là anh chào thấy. Cái đó. Cái đó chồng lên mua được không? Trên cái bô nè. Cho cắt cái mồi ra đây thảy lên cho nó đó. Gà dữ hả? Chắc gà sắp xếp đi về anh em ơi. Nó bị dưng cái mông. Thì mà để coi đếm mấy đâu mấy miếng. Để đếm mấy đâu mấy miếng hả? Lấy nấu vô mấy miếng nè hả? Để mình ghé mình căng mấy bộ bánh lòng này rồi sẵn mình mua mấy con to này về mình ập cái máy che của kho đó anh em. Mình cũng mới về kho lại đằng kia về bãi đằng kia cũng cần mấy miếng này nha. Nói gì em mua mình chở về luôn, nó rẻ hơn. Để quá vừa rồi. Rồi tiếp tục anh em mình đi về nha anh em. Lấy máy xong mình đi về nha. Ủa nó con về tính ra rẻ. Có 400 mấy chục ngàn à. Chứ để cầm đi mua ngoài không thấy. Thứ 23. Thứ 15 ngàn. 15 ngàn. Ừ. Có 400 mấy à. Rồi mua ngoài tính thước á, thước 70 ngàn, 60 ngàn mấy dọc gì đó. Làm gì vậy? Lát hả? Cái này 5 đây mua 2 kg rồi. Có 55 đây mua 2 kg. Này nè. Mới mua qua 55 chứ nhiêu rồi. Mới mua qua 55 đây rồi. Nó 2 kg hả? 2 kg ít vậy. Ốc ngại ốc lát gì? Lát hương. Đồ cắt cần ký đó rồi. Lát hương hả? Nhiêu tiền rồi?
tới chỗ bãi mình nha anh em. Bãi này cho bãi mới nha, bãi cũ bên kia nha anh em. Xuống bên đây để bên đây vài bữa mình gã nha. Bây giờ còn lu bu lắm anh em ơi. Ghe rít vừa cái bỏ cái đùi sới xuống trước các bạn. Rồi lên luôn. Rồi được rồi. Rồi ok. Hơi lúng rồi nghỉ ra luôn ok. Đóng chỗ dằn bển luôn. Con nào hay đi. Từ 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 từ, đừng có bốc phát. Để nó đắng chưa lại đồ lên luôn. Chờ đắng đi.